cháy nữa. Rồi, bạn Kiệt đã chiến thắng nha bạn. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi vào trường để thử thách các bạn học sinh trong đội tuyển bóng đá của trường. Thì hôm nay các bạn sẽ đá banh trúng xà ngang. Rồi, cứ đá trúng xà ngang 3 trái thì các bạn sẽ chiến thắng. Rồi, bây giờ các bạn sẽ coi các bạn của chúng ta đá như thế nào ha. Rồi. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu đá ha, cứ đá 5 trái vào đúng 2 trái thì 5 trái vào 2 trái các bạn sẽ chiến thắng. Rồi. 1. Không thành công. 2. Không thành công. 1. Ba trái rồi đó. 4. Rồi, một bạn đã thất bại nha. Rồi, bây giờ tới lượt của bạn Hiếu nha. Rồi, 5 trái. Rồi, 1. Ê, ám sát camera hả? 2. À? Còn 2 trái nữa. Rồi, bạn Hiếu cũng đã thất bại ha các bạn. Rồi, tới bạn Kiệt. Rồi, 1 trái. Cháy nữa. Rồi, bạn Kiệt đã chiến thắng nha các bạn. Đây, chân dung bạn Kiệt đây, người đã chiến thắng. Ai nữa không? Đây là bạn tên gì đây? Lộc phải không? Rồi, 1 trái. 2 trái. Rồi, 3 trái. Rồi, bạn Lộc đã thất bại rồi. Rồi, bây giờ tôi chuyển qua là cho các bạn đá đội ha, 3 người vào một đội nha các bạn. 3 người một đội. Rồi, thể thức như sau. Bây giờ bóng đá bước 3 chụp. Chọn đi, 3 người với một đội. 3 người vô. Bắt đội đi, 3 người. Thể thức như sau ha. Bây giờ tôi sẽ cho 3 bạn vào một đội. Rồi, trong đội đó mà có một đứa đá trúng xà ngang thì coi như không, bây giờ mình đừng xà ngang nữa, mình đá cục dọc đi. Được không? Bây giờ trong đội một bạn nào đá trúng cục dọc thì được 200.000. Rồi, bây giờ dây khoan nha. Bây giờ thì đội của chúng ta sẽ đá là đội có 3 người. Rồi, bạn nào đá trúng bạn đó được 200.000, 2 bạn còn lại không có cách nào. Rồi, xong, bắt đầu cục dọc nha. Rồi, một đứa ra ngoài. Ai đá xong chạy lụm luôn đi. Hai cục dọc đó, muốn đá cục nào đá à? Đá cục nào nữa rồi. Ok. Có 3 cục, có 3 cục đó, mày đá hết đi. Rồi. Đúng rồi, đá đi. Ba cột nào? Có 2 cột mà. Dưới hả? Hai cục dọc thôi chứ cục kia coi xà ngang mà. Không phân biệt được cục dọc có xà ngang không? Rồi, đứa hai là thằng nào á? Định phải không? Một trái hả? Một trái à? Ghê. Chơi chiêu quá, chơi chiêu quá. Rồi tới Hiếu nè. Được rồi, con ơi. Cái này đậu mà. Của tao mày ai nữa không? Ghê.
Đây. Quý đúng không? Quý qua đây cho đủ luôn. Rồi. Chúc mừng. Ba tem nha. Đội thứ nhất không thành công. Ra ngoài. Đó đội kia một đi. Rồi sushi. Tôi có ăn nào đó trước. Đấy, đây đá trước. Rồi sushi đi coi đứa nào đá trước. Đứa nào đá trước con đá thắng là con được 200 hàng này không có cách nào. Đó, vậy đó. Hiểu không? Đá trước luôn. Đá nào được. Rồi hai nào. Rồi. Rồi. Hai xì. Không. Thôi lẹ lên. Nắng tới rồi nhanh lên. Còn thấy gì đâu. Rồi người thứ nhất không thành công gì có nữa hả? Có chứ. Rồi nãy tụi nó đá bổng không được giờ chuyển cho nó đá xà rồi không thành công còn đứa nữa lọc có lọc. Trời ơi tàn đội tuyển còn đá cái này chết rồi hả? Xuống nữa. Rồi. Hai lớp vàng. Tao thấy gì thầy vậy? Bởi vì sao? Rồi. Rồi, đội thứ Rồi, đội thứ hai cũng không thành công các bạn. Cái đội 2 là bật ra đi cho bật 3. Bật rồi. Nó có tắt màn hình. Rồi, đội thứ 3. Rồi, một đứa. Chạy chạy thường thường đó. Không thành công. Nó nó ngon bây giờ thì. Dọc khó. Đâu hiền nãy đá ầm ầm à. Rồi đây một cao thủ của đội tuyển đây. Bạn này tên Hiền ha. Rồi. Trời ơi tuyệt vời. Rồi vậy là Hiền có tiền, hai thằng kia không có nha. Rồi hết chưa? Rồi. Ai nữa? Ai ơi. Phần thưởng cho các bạn chiến thắng ha. Hai. Sao tự nhiên nó tắt rồi? Rồi, hẹn lần sau chúng ta làm một thử thách mới nha. Rồi, bye bye, xin chào. Rồi, các bạn nếu các bạn thấy clip hay ha, có thể like, share, đăng ký để nhận được nhiều clip hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.